Sau nhiều lần hẹn hò lên xuống, hôm nay mình sắp xếp được thời gian để di chuyển về Đông Triều, Quảng Ninh, lắp đặt cho anh khách bộ khóa Smart Lock. Lên xe di chuyển, anh Tài đưa mình đi hết 12 quận, 17 huyện, 36 phố phường Hà Nội thì chúng tôi cũng ra được khỏi thành phố. Điểm đến hôm nay là thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, nên anh Tài đưa mình đi theo quốc lộ 1A đi qua địa phận Bắc Ninh. Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối với các tỉnh trong vùng, là một tỉnh cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh Bắc xưa. Phía Bắc giáp với Bắc Giang, Tây, Tây Nam giáp với Hà Nội, phía Nam giáp với Hưng Yên, phía Đông giáp với tỉnh Hải Dương. Bắc Ninh là mảnh đất của nhiều khu công nghiệp, điển hình như Tiên Sơn, Yên Phong, Quế Võ 1, 2, 3 và các công ty tập đoàn lớn đều tập trung ở đây. Để di chuyển về được Đông Triều Quảng Ninh thì phần lớn quá trình di chuyển hầu như ở Bắc Ninh chiếm nhiều nhất. Sau khi đi hết Bắc Ninh, từ Bắc Ninh theo đường 18 phả lại Chí Linh thì chúng ta sẽ đến Đông Triều. Về với phả lại Chí Linh thì chúng ta sẽ đi qua nhà máy nhiệt điện phả lại Chí Linh thì có khu di tích quốc gia Côn Sơn Kiếp Bạc rất nổi tiếng. À đây rồi, xin chào Quảng Ninh. Cổng chào Quảng Ninh được cho là hoành tráng nhất Việt Nam. Cổng chào có diện tích 75.363 m², vốn đầu tư là 198 tỷ, được thiết kế bằng khung thép với 8 cột chính, có độ cao từ 38 đến 43 mét. Kiến trúc của cổng chào là sự kết hợp giữa hai yếu tố di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long và trung tâm Phật giáo Yên Tử. Đến Đông Triều Quảng Ninh thì anh khách đã đợi mình sẵn và chở mình về nhà anh ấy. Đây, nhà anh ấy. Mọi người có biết Thảo đâu không? Đấy, không có cái vết nào luôn. Này. Dạ, đây. Thiết ghi. Em này đây. Em này là ở ở Mỹ Đình 2 năm. Về về tổng cục năm thì có cũng năm mấy ấy nhỉ? Đó. Thì ở trong tù ấy. Về ở trong tù tổng cục năm năm mấy? Xuống ở Hạ Long mấy tháng. Ôi sức. Bây giờ về Đông Triều. Bây giờ về ở Đông Triều. Bây giờ về nhà mới. Đấy, bây giờ nó về ở Đông Triều đấy. Sau khi tháo khóa cũ bị hỏng ra, mình tiến hành nhập công lắp khóa mới vào. Về bộ khóa này mình rất ấn tượng. Cái hồi 2018-2019 ấy, anh có mua hai bộ lắp ở Mỹ Đình. Sau đấy thì anh bán nhà cho chủ mới, thì chủ không lấy khóa thì anh tháo khóa về, về và đưa xuống lắp ở tổng cục 5 Tân Triều. Một thời gian thì là anh lại mua một cái nhà ở chỗ Hạ Long. Thì 2022 vừa rồi thì mình cùng xuống cho anh ấy ở Hạ Long. Thì sau khi căn ở Hạ Long thì anh lại cho thuê, thì anh lại thay khóa khác để cho tiện cho thuê, lại tháo cái khóa từ Hạ Long về lắp ở Đông Triều. Đang làm say sưa, bỗng ở đâu ông chú Viettel xuất hiện, bảo là trả gỗ cho ông ấy, và ông ấy hỏi là sau này ông ấy muốn nhà ông ấy ông muốn lắp cái con FAD hoặc như nào thì có không, có phải làm gì không. Mình bảo không. Khóa có nhiều cách mở, vân tay, mã số, thẻ, chìa cơ. Chú sẽ mở được, chú yên tâm. Hướng dẫn cài đặt sử dụng xong thì anh chị cũng bảo ở lại, nhưng mà mình có việc phải về thì anh chị cũng đón mình ra để bắt xe về. Đi thì lâu,
về thì rất là nhanh. Cảm ơn anh chị đã tiếp đón nồng hậu, đưa đưa đến nơi, đón đến chốn. Đấy, về đây thì lại bác tài lại cho đi 12 quận, 17 huyện, 36 phố phường Hà Nội thì mới được về. Hà Nội thì bây giờ cũng tầm khoảng 9 giờ đêm. Hôm nay cuối tuần thì đường phố rất là đông đúc, xe cộ đi lại nhiều. Xe chở không phải mỗi mình, chở còn một số anh chị nữa. Đấy là phải đi qua là rất là nhiều nhiều quận, nhiều huyện thì mới đến mình. Tôi không biết làm sao được. Người ta xuống ở gần hơn thì người ta xuống trước thôi. Việc quan trọng là mình đã làm xong được cái việc của mình rồi. Đã hai anh em hẹn hò nhau mấy lần thì mới thu xếp được xuống. Đấy. Còn về thì cũng mất một ngày rồi, một buổi rồi. Về cắm nước nghỉ ngơi thôi. Mai tiến hành tiếp tục công việc. Cảm ơn mọi người. Mọi người vui vẻ. Hẹn gặp lại.